Hello, xin chào cả nhà. Em đã quay trở lại với kênh hàng bãi Nhật của em. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu với cả nhà một số cái sản phẩm hiện đang có tại shop của em. Thì em xin nhắc lại là số điện thoại của em thì em có để ở dưới cái tiêu đề của video. Thì cả nhà mình có thể kết bạn Zalo hoặc là nhắn tin hoặc là gọi điện cho em với số điện thoại này để mình chốt cái món hàng ưng ý nhất. Rồi em sẽ bắt đầu vào video ngày hôm nay luôn ha. Thì ở đây em có hai cái bộ muỗng nĩa mini bằng thép không gỉ nha. Hai bộ, cái loại mini này thì em chỉ có hai bộ thôi. Cái hiệu của nó là Heavy Mori. Hàng Nhật Bản nha, 1 2 3 4 5 6 7 món. Bên trong là 7 món nha. Cái này là bằng thép không gỉ. Đây, để em mở thử một cái cho cả nhà mình xem ha. Mới full chưa hoàn toàn, chưa có sử dụng nha. Bộ này là chưa có sử dụng và em chỉ có hai bộ thôi. Cái này là loại hàng mini nhỏ để mình uống trà, uống cà phê ở trong nhà thôi ha, chứ không phải là loại lớn nha. Đó, cái hiệu của nó nhập chìm ở đây. Đây là cái gồm có 7 cái chi tiết. Ở đây là có một cái muỗng quết đây nè. Này ha, một cái muỗng tròn nhỏ, một cái dao nhỏ và 1 2 3 4 5, 5 cái muỗng cà phê. Thì cái này em chỉ có về được hai bộ thôi. Cái này là hàng mới hoàn toàn chưa có qua sử dụng nha. Bằng thép không gỉ cao cấp. Em chỉ có hai bộ thôi và em bán một cái bộ này với giá là 150.000 cho một bộ. 150.000. Mình chốt giúp em cái mã là K40. K40 giá 150.000. Thì em chỉ có hai bộ thôi nha. Anh chị chốt giúp em thì anh chị nào chốt trước thì em sẽ chốt cho anh chị đó trước ha. Đây cái tem của nó. Hàng Nhật Bản ha. Rồi em đọc lại, đó là K40 giá 150.000, em chỉ có duy nhất hai bộ. Hàng mới hoàn toàn chưa sử dụng nha. Bên bộ này cũng y như vậy luôn. Có 7 chi tiết. Đây. Quá đẹp. Bộ mini này thì mình dùng để uống trà cà phê ở nhà hoặc là mình dùng làm quà tặng bạn bè cũng rất là ok ha. Giá 150.000 mã K40, giá 150.000 cho một bộ nha, em có hai bộ. Chỉ có hai bộ thôi. Tiếp theo, em lại có thêm một bộ muỗng nĩa nữa. Đó. Quá đẹp. Cái bộ này hôm trước em làm cái video khui thùng thì có và anh chị có hỏi em nhưng mà em chưa có báo giá. Thì hôm nay em sẽ lên thẳng video luôn để cả nhà mình cùng xem ha. Một bộ này có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 cái muỗng và 5 cái nĩa. Đây, cái muỗng là làm bằng cái hình thôi chứ nó không có phải là bầu tròn như là cái muỗng bình thường nha. Cực kỳ đẹp luôn. Cái hiệu là Yumi Kasuta. Đây nè. Cái hiệu nó nằm ở đây nha. Cái này là cũng bằng thép không gỉ ha. Stainless steel. Mỗi trên mỗi cái đều có khắc cái chữ stainless steel vô nha. Đây là cái muỗng. Rồi, tiếp theo để em cận cảnh cái nĩa cho cả nhà mình xem nha. Bộ này đẹp lắm. Dễ thương. Tết tới nơi rồi mình mua bộ này là cực kỳ êm luôn. Đây. Đó. Nĩa. Quá đẹp luôn. Cái này là hàng Stainless Steel cao cấp Nhật Bản ha. Nguyên một bộ 10 chi tiết, mới hoàn toàn còn nguyên hộp luôn. Bộ này em bán với giá là 270k thôi. Bộ này em bán giá rẻ luôn, 270k. Cái mã số là anh chị ghi giúp em là mã số K41 nha. K41 cho cái bộ 10 cái muỗng nĩa này nha. Bộ K41 270.000.
Còn hồi nãy cái bộ nhỏ là K40, giá chỉ có 150 thôi. Thì hôm nay trong video này thì em có ba cái bộ muỗng nĩa này. Rồi tiếp theo em lại tiếp tục giới thiệu thêm các cái sản phẩm khác ha. Có nhiều chị hỏi em chảo chống dính, thì hôm nay em có về cái loại này là cái loại chảo mini, dùng để anh chị mình đi dã ngoại hay là những cái tiệc nhỏ picnic trong vườn gì đó thì nó nhỏ, nó tiện lợi. Em bán một cái bộ này là giá 270.000, là nó bao gồm hai cái, một cái chảo tròn và một cái chảo vuông như này. Đây là một hộp như này, mã số là K42, giá 270.000 nha. K42 giá 270.000. Thì một hộp nó thì bao gồm một cái chảo tròn, để em đo kích thước, quên đo kích thước nữa. Cái đường kính của chảo tròn là 16,5 cm, đường kính chảo tròn là 16,5 cm nha. Rồi cái này, cái chảo vuông, bề ngang của nó là 13.5, còn bề vuông, bề dài lên là 20 cm. Cái cán nó là cán gỗ 16 cm, cầm cực kỳ chắc chắn nha, cán gỗ cực kỳ chắc chắn. Cái này là cái sản phẩm còn nguyên hộp, nguyên si, chưa có hề sử dụng gì hết ha, chưa qua sử dụng. Này, cái vết này là do em bỏ ra bỏ vô, nó có hơi trầy chút xíu ở cái đáy nha, mà không có đáng kể. Đó, ở bên Nhật á, thì người ta thường làm trứng cuộn này nọ, cho nên là mấy anh chị sẽ thường hay gặp những cái chảo vuông như này nè. Và mình đem về đây mình sử dụng cũng rất là tiện. Và cái bộ này người ta sản xuất ra là để mình đi dã ngoại, hoặc là picnic, hoặc là những cái cuộc đi du lịch nào đó mình mang theo, nó nhẹ gọn tiện lợi. Nhưng mà mình có thể sử dụng ở trong nhà, ví dụ nhà mình khẩu phần ăn không có nhiều thì mình có thể làm một cái chảo nhỏ như vậy cũng rất là tiện. Cái cán bằng gỗ chắc chắn nha, cầm rất là nặng tay. Nói chung là chảo này khá là xịn, ok lắm luôn. Và một set, một hộp như này là gồm có hai cái chảo, một cái chảo vuông, một cái chảo tròn như hình, thì em bán với giá là chỉ có 270.000 thôi. Giá là 270.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Mã số là K42, giá 270.000. K42 nha anh chị. Đây cái trên bao bì của nó ha. Đó, K42 em bán với giá là 270.000 nha. Hàng nội địa Nhật Bản. Rồi, cực kỳ đẹp luôn, hai cái chảo này quá êm luôn, chỉ có 270.000. 270.000 K42 nha. Tiếp theo là em có một cái quánh inox stainless steel nè. Cái quánh này là có cái nắp, có cái thủy tinh ở đây để mình nhìn thức ăn bên trong ha. Ở trên đây là hoàn toàn là chữ Nhật Bản hết, hàng nội địa Nhật nha. Đây, siêu xinh, dày dặn cực kỳ dày luôn. Ở đây mình khó mà kiếm được một cái quánh mà bằng inox mà nó dày như vậy, bằng thép không gỉ mà nó dày như vậy. Đây là cái chỗ mà khớp nói nó cũng rất là đẹp đó. Để em đo cái đường kính của cái thành nồi. Đường kính của nó là 18 cm, cái từ đây ra cái tay cầm là 15 cm nha, tay cầm bằng nhựa quá chắc. Rồi thêm cái nắp nữa. Cái quánh này là siêu đẹp luôn, hàng nội địa Nhật ha. Ngay cái chữ Nhật ghi trên này nè. Đó, rồi cái quánh này em bán với giá là 300.000. Mã số, chưa, để em xem mã số. K43 nha, K43 giá 300.000. Chuyến này em về hàng cực kỳ xịn luôn, đẹp độc lạ, nhưng mà giá lại khá là tốt, cho nên là anh chị nếu thích thì mình có thể nhắn tin Zalo, hoặc là nhắn SMS, hoặc là gọi điện thoại cho em với số điện thoại mà em để trên tiêu đề ha. Rồi, cái quánh này em bán với giá là 300.000, mã K43. Rồi em qua cái sản phẩm tiếp theo nha. Đây, cái ấm này nó nhỏ hơn cái ấm lần trước,
nhưng mà nó có vỏ hơn là nó nấu được trên bếp từ ha. Nó y như cái ấm lần trước nè. Nè, ở trong nó cũng có một cái đồ để mình lược trà. Đó, cái dung tích của cái ấm lần này là nó chỉ có 1,5 lít nha. Lần trước là em bán cái kia là nó 2,3 lít. Dung tích lần này là 1,5 lít ha. Và mình hoàn toàn nấu được trên bếp từ. Đây, mình nấu được trên bếp từ ha. CHIH. Nắp, nấm nắp nè. Mọi thứ cực kỳ hoàn thiện luôn. Cái ấm này là siêu đẹp luôn á. Nói với cái quánh này là hai đứa. Này, anh chị có thể lấy nguyên một cái set như vậy. Đẹp cực kỳ luôn. Và cái quánh này mã số là K44. K44 em bán với giá là 400.000. K44 nấu được 1,5 lít nha anh chị. Dung tích của nó là 1,5 lít. Để em đo cái đường kính sơ sơ cho anh chị xem ha. Nó là 16,5 cm. Và cái đường kính của cái miệng là 11 cm. Cán là cán bằng cái tay cầm bằng nhựa ha. Chịu nhiệt. Đó. Một cái ấm như này thì em bán với giá là 400.000. Khắc chữ nhật trên này luôn ha. Cái ấm giá 400.000, mã số là K44, giá chỉ có 400.000. Giá bên em báo là hoàn toàn chưa có phí vận chuyển nha anh chị. Giá là chưa có phí vận chuyển. Và như những lần trước thì em xin nhắc lại là đối với khách mua lần đầu thì em sẽ nhận cọc hoặc là em sẽ nhận chuyển khoản trước, sau đó em sẽ gửi hàng cho mình ha. Tại vì anh chị thông cảm là những cái hàng gia dụng này á, em muốn gửi đi cho anh chị á, là em phải gói rất là to lên, em sợ nó bị bể á. Để khi mà anh chị nhận hàng nó nguyên vẹn á, thì em gói nó to cồng kềnh lắm, cho nên là em bắt buộc sẽ nhận cọc trước hoặc là em sẽ nhận chuyển khoản trước thì sau đó em sẽ gửi đi. Rồi tiếp theo, đây cũng là một món mà anh chị hỏi rất là nhiều ha. Món này mình mua mình làm quà cho mấy anh nhà hoặc là mấy chú bác là cực kỳ ok luôn. Cái này là dành riêng cho mấy anh thích uống bia. Đây, một cái set quà tặng gồm có hai cái ly bằng inox cao cấp nha. Trên lấy theo nè. Cực đẹp luôn, nó nặng, cực kỳ nặng. Stainless steel ha. Cái mã, cái tên của nó là cát gì đây nè, 18-8. Tại sao mà cái này nó lại phù hợp cho mấy anh thích uống bia? Tại vì á, nó giữ nhiệt cực kỳ tốt, giữ nhiệt, giữ nóng, giữ lạnh cực kỳ tốt. Vì mình uống bằng cái ly thủy tinh thì cũng ok rồi ha, nhưng mà nó không có giữ nhiệt tốt bằng nó tươm nước vân vân. Thì cái này khi mà mình sử dụng để mình uống thức uống của mình á, nó giữ nhiệt được bên trong rất là tốt và mình uống mình cảm giác nó sẽ ngon hơn. Và về vấn đề sức khỏe thì mình không cần phải lo nữa. Nó cực kỳ tốt cho sức khỏe tại vì nó là stainless steel cao cấp nguyên chất ha. Một set như này là nó có gồm có hai cái. Đây. Cái đường kính của cái miệng ly là 6.5, bề cao lên là 9.5. Cái quai cũng stainless steel luôn ha. Cái quai cũng là bằng thép không gỉ cao cấp luôn đó. Đặc biệt là tặng thêm một cái đồ khui bia đó. Trong một set như vậy á, thì em bán với giá là 750.000, giá chưa bao gồm phí vận chuyển, 750.000. Mã số là K45. K45 giá 750. Đó, K45 giá 750 ha. Mình mua làm quà tặng thì mình tặng cái này cũng rất là ok nha. Tại vì cái hộp nó đẹp vô cùng. Sản phẩm mới hoàn toàn chưa có qua sử dụng gì hết. Đây là cái mã nè, anh chị có thể check cái tên hiệu này ha. S&S. Đó. Em rất là tâm đắc cái bộ này cực kỳ đẹp luôn. Ở bên ngoài mình cầm vô là mình cảm thấy thích liền á. Rồi, em báo giá lại ha. Bộ này giá 750.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Số điện thoại đặt hàng thì em có để bên dưới video. Thì anh chị có thể kết bạn Zalo hoặc là nhắn tin hoặc là gọi điện cho em số điện thoại này để mình chốt đơn hàng bằng cái mã số ha. Mã số của nó là K45 giá 750. K45 giá 750.000. Đẹp quá. Rồi, em qua cái sản phẩm tiếp theo.
Em có một cái nồi chiên. Nồi chiên này hôm trước thì em cũng có hai ba cái gì đó. Thì nó là hàng mới hoàn toàn chưa sử dụng, nhưng mà do khi mà hàng về sóc qua sóc lại thì nó lại rất mất tiêu cái này, rất mất tiêu cái đồ đo nhiệt độ á, cho nên đáng lý là bán giá 650.000 thì em giảm giá xuống còn 500.000 thôi. Cái nồi này cực kỳ đẹp luôn, chỉ có bị mất một cái đo độ thôi. Nhà anh chị nào có hoặc là mình không sử dụng thì mình có thể chốt cái nồi này ha. Lâu lâu mới có giá sale như vậy. Để em lấy ra ha. Nồi quá đẹp. Tiếc cái là nó mất cái đồ đo nhiệt độ. Đây. Thước nha. Rồi thì mình coi cận cảnh cái nồi đi. Màu đỏ với màu đen cực kỳ đẹp luôn. Cái nồi khá là dày, dày lắm luôn á, dày nhiều. Và bên trong cái lớp mà chống dính cao cấp vô cùng ha, không có một miếng tì vết nào luôn. Cái đường kính, đường kính của nó để em đo cho anh chị xem nha. Đường kính là 20 cm. Cái quai, trời, mọi thứ là màu đen cực kỳ đẹp luôn á anh chị. Đây, 20 cm nha. Cái tem của nó nằm đây. Đó, không chê vào đâu được luôn. Chưa có một miếng chày nào luôn nha. Quá đẹp. Để em đi một vòng cho anh chị coi nha. Đẹp quá. Cái này khi mình chiên mình để lên vậy nè. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Thì cái này em bán với giá là 500.000 do nó không có còn cái đo nhiệt độ ha. Em báo trước là cái này nó mất cái đo nhiệt độ rồi. Em bán với giá là chỉ có 500.000 chưa bao gồm phí vận chuyển. K46. K46 cho cái nồi chiên. K46 cho nồi chiên nha. Giá 500.000 chưa bao gồm phí vận chuyển. Một cái nồi nội địa Nhật mà xịn, mà nó nặng cực kỳ nặng luôn á, em cầm một tay mà còn cảm thấy rất cực kỳ nặng luôn. Cho nên là em bán với giá 500.000 là khá là rẻ rồi đó. Cho nên anh chị nếu mà thích cái nồi này thì nhắn giùm em cái mã số K46 ha. K46 cho cái nồi chiên, và nó không còn cái đo nhiệt độ dầu. Rồi anh chị lưu ý giúp em ha, K46. Tiếp theo, tiếp theo em có một cái bình thủy. Đây, quá đẹp. Cái bình này là 2 lít 2. À, cái này em quay không hết được ha. Cái bình này là 2 lít 2 nha. Đây, cái hiệu của nó là Diamond Made in Japan. Để em nét cho anh chị xem ha. Đó, cái bình này là thủy này nội địa Nhật ha. Dung tích là 2 lít 2. Để em mở vun đôi bên trong cho anh chị xem ha. Đẹp quá đẹp luôn, còn vun mới chưa qua sử dụng. Cái này đợi em tí xíu. Đây, cái bình này thì em bán với giá là 850.000. Do là em cái góc quay em quay chưa có được hết á, thì sau này em sẽ sau cái video thì em sẽ chụp hình em post lên trên Zalo ha. Anh chị có thể thích cái bình này thì có thể nhắn cho em, thì em sẽ gửi cái hình chi tiết qua cho mình ha. Cái này cái mã số của nó là K47. K47 giá 850.000 nha. Dung tích của nó là 2 lít 2. Đẹp cực kỳ luôn đó. Nhưng mà tại do cái góc em không có quay được ha. Rồi, tiếc lắm, nhưng mà để sau đó em sẽ chụp hình em gửi cho anh chị. Nếu mà anh chị nào mà thích thì có thể nhắn cho em, thì em gửi cái hình chi tiết cho mình xem nha. Mã số là K47 giá 850.000.
hàng full mới chưa qua sử dụng luôn, hiệu Diamond, nơi sản xuất là nào đi Nhật Bản ha. Rồi tiếp theo là em có một cái nồi, một cái quánh 18 cm, quá đẹp, cái bánh màu vàng y vậy luôn. Hàng chúng này về là do tuyển lựa cho nên cực kỳ đẹp, ra khoảng 95% là chưa qua sử dụng, còn nếu mà hàng nào có qua sử dụng rồi là em sẽ thông báo hết chứ không có giấu giếm gì ha, em sẽ thông báo hết để anh chị mình có thể lựa chọn. Nhiều khi hàng đã qua sử dụng rồi nếu mà mình tuyển lựa thì nó cũng không có gì đó, nếu mà nó không có tì vết, không có bị hư hỏng gì thì mình cũng có thể sử dụng. Đây, nắp thì nắp bằng thủy tinh nha, dày cực kỳ, nặng cực kỳ luôn. Cái màu thôi là thấy đã đẹp rồi đó. Đặc biệt là cái quánh này có thể sử dụng được bếp từ ha. Đường kính của cái miệng là 18 cm. Này. Ở bên trong là lớp chống dính, quá xịn luôn, không có một lớp gì gọi là bị trầy xước hay là không hoàn thiện hết, cực kỳ hoàn thiện. Cái màu bên ngoài nó có thể đậm hơn trong video chút xíu nha anh chị. Đó, tay cầm thì ở đây nó có bọc nhựa nè, để mình rồi có cái đồ để máng luôn ha. Nói chung mọi thứ của cái này cực kỳ đẹp luôn. Đây, lưu ý là cái này là hàng Nhật Bản, sản xuất tại Trung Quốc nha, xuất Nhật ha. Đâu rồi đó. Rồi cái nồi, cái quánh này em bán, quánh 18 cm này em bán với giá là 380.000, 380.000, mã số là K48, giá 380 thôi, giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha, 380.000. Cách mua lần đầu thì em sẽ nhận tiền chuyển khoản trước nha anh chị. Đó, 380.000, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Rồi, video này thì em sẽ kết thúc ở đây ha. Hẹn anh chị ở cái video, những cái video sau thì em sẽ giới thiệu thêm nhiều cái sản phẩm mới, hàng mới về ở bên shop của em. Thì từ đây tới Tết là hàng về liên tục, cho nên là anh chị nào mình mua sắm cho gia đình á thì mình có thể nhấn giúp em cái chỗ đăng ký kênh, để khi mà em có cái thông tin hay là có những cái video mới thì anh chị sẽ được YouTube họ thông báo, thì mình vô mình xem ưng ý sản phẩm nào thì mình có thể mua ủng hộ kênh giúp em nha. Lưu ý là số điện thoại em có để ở dưới cái tên của video, thì mình có thể kết bạn Zalo hoặc nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho em vào số điện thoại này để mình chốt hàng. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video, chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại nha, bye bye.